Chào anh em nhá. Đây tôi có cái cây lộc vừng này đây. Ngày tôi nhổ nó về nó chỉ bằng cái này thôi anh em ạ. Bằng cái rễ này thôi. Thì bây giờ nuôi thì nó thành cái cây to này đấy anh em này. Mà nuôi trong cốt chậu đấy. Cái này cũng được chắc năm hơn năm rồi. Và tôi cắt giật nó liên tục anh em ạ. Hơn năm rồi đấy. Đây này. Biết cắt giật đây. Đây cắt giật đây. Lên này cắt giật đây. Lên đây cắt giật, cây này toàn cắt giật. Và khi tôi đào về tôi chỉ cắt đến đây thôi anh em, ở đây này, cái vết cắt vẫn còn đây. Đấy, và bây giờ nó ra cái rễ thế này. Thì cái cây này thì đúng ra thì mình nuôi tốt và mình bấm đọt để cho nó bung ra mình chơi dăm là được rồi anh em ạ. Nhưng mà hôm nay tôi muốn chơi cái này theo một cái tính chất nghệ thuật anh em ạ. Thì tôi không thích cái dáng trực này nữa. Tôi muốn đưa cái cành, cái cây này thành cây hoành anh em ạ. Cái cành này bay ra thành cây hoành luôn. Cái tay này chuyển hẳn cái thân này, bay ra thành hoành. Còn cái thân, cái cành này thì lợp theo. Còn đưa cái thân này lên làm cái thân trực. Anh em chuyển dáng hoàn toàn luôn nha anh em nhé. Thì cây này muốn nó chuyển được dáng thì cái thân này nó to không uốn được nữa anh em ạ. Buộc phải phẫu thuật. Thế tôi dùng biện pháp là cắt đây. Đưa cành nó xuống. Tôi làm cái này anh em xem cho vui nhá. Thì có gì thì anh em cứ đóng góp ý kiến giúp tôi. Cắt hai đường mà nó đã gần được rồi.
Đây anh em, đưa cái cành xuống rồi. Giờ phải bọc cái này để cho nước nó không vô anh em ạ. Thì nó mới ăn, thì những cái này nó mới dính vào nhau được. Chứ nước nó vô là nó thối anh em ạ. Đây rồi anh em, tôi chuyển dáng hoàn toàn cho cái cây lộc vừng này rồi anh em này. Bây giờ nó thành một cái cây dáng hoành anh em ạ. Mình có thể gọi là trực hoành cũng được. Tại vì nó vẫn có một cái thân trực này. Thân hoành đấy. Sau này mình nuôi cái này lên cao một xíu anh em ạ, cho nó to thật rồi nhá. Tầm này chốt. Với cả khi mình trồng vào chậu ấy anh em, thay vào một cái chậu ấy thì mình trồng nó dịch về phía này chậu này. Tán này bay mình có thể mình đặt một cái ông tượng ngồi ở phía này. Gấp đá vào. Đây mặt sau. Đây mặt trước.